Dạ, em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em giới thiệu cho các anh chị và các bạn cái cây này, cây rút rive khủng nha các anh chị, bự lắm luôn. Còn cây này cây kéo cắt tôn của Mỹ. Thì em vô cái cây rút rive trước nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em thì các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui làm gửi phí vận chuyển nha. Nhưng cái cây này em không có ship code nha các anh chị. Các anh chị mình xem kỹ rồi chốt chuyển khoản cho em gửi nha. Còn không ship code nha các anh chị. Cái này là chiều dài của nó là 49 nha, chiều dài 49. Thì cái đầu rút của nó như vậy nha các chị, đầu rút này. Thì người ta có ghi những cái số như vậy. Cái số này là, nó có số này là số 4 này. Cái số này là số 6 này. Số này là số 5 chứ. Em coi ở. Nó có ghi số. Số này là số 5. Số em đang để rút là số 5 nha các chị. Còn cái số này là số 6 này. Số này là số 6 này. Còn số này là số 8 này. Thì các anh chị mình rút tùy theo nha các chị. Các anh chị mình rút lớn thì mình đổi cái đầu lớn này. Người ta để chữ số thôi nha các chị. Số 8 này. Đây là số 4 này. Phần này là số 6 này. Cái đầu em đang rút là số 5. Thì hình thức của nó này. Cái cây của nó cong này. Nó rất là nhẹ luôn nha các chị. Lực của nó rất là nhẹ luôn. Mình rút thì cũng tầm 5-6 cái thì nó mới rút, nó mới ái nha. Đây em sẽ rút cho các chị mình xem nè. Nhẹ lắm nha. Cái lực của nó này. Đó, đứt nha. Rồi. Đó, tụt ra. Rồi em rút thử cái nữa cho các anh chị mình xem nè. Là em đang rút cái đầu là đầu số 5 nha các anh chị. Cái đầu số 5. Nè mình giữ. Không có cái gì giữ thì mình giữ cái tay nha các anh chị. Đó. Đó. Rồi. Tiếp. Bông ra nè. Đó. Rồi em rút thử lại cho các anh chị một cây nữa nè. Đây khi các anh chị mình để vô. Đẩy lên. Như vậy nha, đút vô, giữ nó. 2 4 cái, 4 cái đất nha các chị. Thì cái hình thức của nó là như vậy. Khi các anh chị mình muốn đổi cái này. Cái này là mình dùng cái cờ lê 11 nha các chị. Số 11 mình mở được nè. Mình mở cái này ra mình đổi ha. Đổi cái này cái nhỏ nha các chị. Cái này là cái số 4 tầm cửa. Cái mình đổi số nhỏ thì mình sẽ rút cây nhỏ hơn á. Đây em đổi vô cho các anh chị mình ha. Mình đổi cái nấm nhỏ hơn nha, cái đầu rút nhỏ hơn chút này, đang rút số 4 này. Đó thì cái đầu rút số 4 là mình sẽ rút cái cây nhỏ hơn. Đây này. Rút số 4 thì rút cây nhỏ như vậy. Cây nhỏ như vậy thì nó hơi nhỏ so với cái đầu rút này nha các anh chị. Đó, cây này hơi nhỏ nè. Rồi mình rút này. Đây em thử cây nhỏ nha. Đó, cái này là em đổi cái đầu số 4 này. Bây giờ mình để vô đây. Đại xuống. Đó, rồi. Rồi em rút thêm cái nữa này. Nó nhẹ lắm nha các chị. Tại vì em quay nó dướng nên nó khó như vậy. Chứ còn các anh chị mình rút ở ngoài nhẹ bưng à. Đó rồi. Đó rồi hình thức nha các anh chị. Cái đầu đây còn khá đẹp luôn nha. Cái đầu đẹp lắm. Bên trong rồi còn mới tinh à. Cái hình thức của nó không có còn chữ nghĩa gì hết nha các chị. Không có chữ nghĩa gì hết á. Đó nó có 4 cái đầu rút rive như vậy luôn. Các anh chị mình thay. Cái này to lắm, chiều dài của nó 49 gần 50 gần nửa mét rằng. Các anh chị mình làm việc lớn ha. Đó. Mình gắn vô đây. Đây một đầu, hai đầu. Bên này một đầu nữa và bên này một đầu nữa nha. Cái này chiều dài của nó là 49 rồi, cái mã rút rive là 750.000 nha các anh chị. 750.000. Các anh chị chuyển khoản em bao ship nha.
Rồi tiếp theo là cái kéo cắt tôn của Mỹ nha các chị. Cái này kéo cắt tôn này của USA nha. USA cắn tay cầm đồ cũng còn ok hết nha các chị. Lưỡi đồ còn ngon lành nè. Em coi lưỡi nè. Lưỡi không có mẻ nha. Lưỡi còn bén lắm nha các chị. Không có mẻ gì hết á. Em cắt thử cái giá cho các chị mình xem luôn ha. Đây. Đó, cắt ngọt ngay nha. Đó, cắt ngọt ngay à. Lưỡi còn đẹp lắm nha. Cây này còn khá đẹp nha các anh chị. Đó, cây này còn khá đẹp luôn nè. Lưỡi đẹp, kéo cắt tôn này của Mỹ nè. Cái lưỡi của nó nè, dài lắm. Các anh chị mình cắt được tôn dài nha. USA. Cây này thì hình thức á, chiều dài của nó là 32 nha các chị. Còn cái chiều dài lưỡi mà để các anh chị mình sử dụng là 7 sen. Cây này còn đẹp nha, không có bị gì hết nha các anh chị. Lưỡi còn ngon lành luôn. Đây, lưỡi còn đẹp, không có mẻ, không có gì hết. Rồi cây này là mã cây kéo cắt tôn nha các chị, 380.000. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.